Tiêu Chiến lộ cảnh khóa môi cùng Nhậm Mẫn khiến fan chỉ biết khóc ngất. Mới đây đoạn video ngắn ghi lại phân cảnh khóa môi giữa Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn trong phim Ngọc Cốt Dao bất ngờ được đăng tải trên Weibo. Ngọc Cốt Dao chính thức khai mạc từ cuối tháng 3 vừa qua. Bộ phim với sự tham gia diễn chính của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn kể về thái tử cao ngạo lạnh lùng thời ảnh do Tiêu Chiến thủ vai của Không Tang và quận chúa Chu Nhan do Nhậm Mẫn thủ vai đầy nhiệt huyết của Dịch Tộc. Hai người vì bảo vệ cho vương triều Không Tang mà cùng nhau trưởng thành. Mới đây đoạn video ngắn ghi lại phân cảnh khóa môi giữa Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn trong phim Ngọc Cốt Dao bất ngờ được đăng tải trên Weibo. Trong video ngắn 22 giây, Tiêu Chiến nhìn Nhậm Mẫn bằng ánh mắt bất phân hỉ, nộ, ái ố rồi bất ngờ, kéo lấy bạn diễn vào lòng mà hôn. Nộ hôn kéo dài đúng 14 giây, ứng với 14 nhát dao đâm mà tim fan hâm mộ. Không là chuyện khác nhưng fan hâm mộ của cả hai vẫn phải công nhận một điều, rằng cảm giác couple giữa Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn lần này quá tốt. Chỉ xem hậu trường thôi cũng đủ khiến người ta nổi cả da gà. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.